Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Mời quý khán giả và các đồng chí theo dõi chương trình Biển đảo Tổ quốc tuần này. Thưa quý khán giả và các đồng chí, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn với nhiều phong cảnh đẹp hoang sơ, mà còn có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân biển tại huyện Cô Tô ngày càng vững mạnh, đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn, phát triển kinh tế xã hội, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân lao động trên biển. Những dân quân biển, bên cạnh nhiệm vụ của một người lính sao vuông, còn là những ngư dân ngày đêm đánh bắt thủy sản trên vùng biển của Tổ quốc. Họ là người nắm bắt tình hình trên biển, kịp thời thông tin với các lực lượng chức năng và địa phương, là cột mốc sống trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ở nơi đảo xa như Cô Tô, những dân quân biển càng phát huy trách nhiệm và công việc của mình để giữ gìn huyện đảo ngày thêm giàu đẹp, vững mạnh. Đây là buổi huấn luyện của những chiến sĩ dân quân biển huyện Cô Tô. Do tác động của sóng gió khiến mục tiêu liên tục di động, đòi hỏi việc ngắm bắn phải thực hiện rất kỹ lưỡng, đúng yếu lĩnh động tác. Nỗ lực và quyết tâm cao trong quá trình huấn luyện, từng đồng chí dân quân biển miệt mài với bài bắn, làm chủ vũ khí trang bị, tập trung cao độ, ngắm bắn sao cho chính xác các mục tiêu. Qua thời gian huấn luyện thì chúng tôi đã nắm được các động tác và yếu lĩnh cơ bản, kỹ thuật bắn súng, đặc biệt là qua thời gian chúng tôi đã học được các lễ tiết, tác phong để có những tình huống bất ngờ xảy ra trong lực lượng bảo vệ quê hương. Và chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Qua buổi huấn luyện hôm nay, chúng tôi tham gia với một tinh thần nghiêm túc, từ đó vận dụng những kiến thức tập huấn vào thực tế. Đa số những dân quân biển huyện Cô Tô đều là những ngư dân, nên việc tập trung quân số cho một buổi huấn luyện gặp không ít khó khăn. Để khắc phục tình trạng trên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cô Tô đã xây dựng kế hoạch huấn luyện chi tiết, khoa học, phù hợp, tập trung vào dân quân biển tại các tàu thuyền chưa ra khơi đánh bắt hải sản và tổ chức huấn luyện thành nhiều đợt trong năm với phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng. Những buổi huấn luyện chú trọng chuyên sâu vào thực hành, cán bộ chỉ huy luôn sát sao, nghiêm túc, tận tình trong giờ lên lớp. Thực hiện chỉ thị 04, chỉ thị BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên biển, hàng năm đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các địa phương trong chỉ đạo rà soát lực lượng lao động, phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển làm cơ sở để tổ chức xây dựng lực lượng huấn luyện quân sự, tập trung vào các nội dung như bắn đạn thật trên biển, phòng chống cháy, chống chìm, lai kéo tàu thuyền trên biển, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trên biển như vệ tinh, định vị, quan sát phát hiện tàu lạ và chế độ báo cáo, huấn luyện phòng chống bão. Cô Tô là một cái huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Ở đây thì chúng tôi luôn xác định cái nhiệm vụ phát triển kinh tế phải song hành cùng với đảm bảo quốc phòng an ninh. Thế và với một cái quan điểm như vậy thì lực lượng cơ quan của Ban Chỉ huy Quân sự của huyện luôn là cái cơ quan nòng cốt trong cái việc tham mưu đảm bảo quốc phòng an ninh. Hàng năm đều có cái nghị quyết về lãnh đạo chỉ đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương, cũng như là tham mưu trong cái việc đảm bảo có duy trì các cái cuộc giao ban nội chính cũng như là giao ban công tác an toàn trên địa bàn. Thế và đặc biệt là trong các cái vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế trong xây dựng thì lực lượng quân sự trên địa bàn cũng là cơ quan để tham mưu giúp thẩm định đảm bảo cái phù hợp với cái chiến lược quân sự quốc phòng ở trên địa bàn.
Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân, thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cô Tô đã triển khai phối hợp với lực lượng biên phòng và công an trên địa bàn, thường xuyên tổ chức tuần tra trên biển hàng tuần. Qua đó, nắm bắt thông tin của bà con ngư dân hoạt động trên biển. Tổ chức phát tờ rơi, hướng dẫn bà con hiểu rõ vùng đánh bắt hợp pháp và cách xử lý khi có tình huống xảy ra trong quá trình khai thác thủy sản. Chú ý để tuần tra trên biển thì chúng tôi cảm thấy mừng. Nên là coi như là có các chú ý để làm nhiệm vụ, để có cơn bão, phong ba báo tát, rồi các chú báo cho dân chúng tôi gọi là về cho những cái nơi mà ăn coi như là trốn, coi như là để trú sóng gió, bão gió. Coi nhà dân chúng tôi cũng an tâm, coi nhà bão gió, sóng gió rồi thì trả chung rồi thì có cái vấn đề gì dân có như nào thì các chú coi nhà hỗ trợ để coi nhà chúng tôi ở trên biển. Ông tôi coi nhà xin cảm ơn các chú coi nhà an tâm về cái chuyện sông nước. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, ba lực lượng quân sự, biên phòng, công an tại Cô Tô đã phối hợp thực hiện hàng trăm buổi tuần tra trên biển, kêu gọi gần 600 lượt tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn trong mùa mưa bão. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, cùng với đó là quyết tâm cao trong công tác xây dựng địa bàn ổn định về an ninh trật tự, các lực lượng đã cùng địa phương và nhân dân tạo nên một Cô Tô tươi đẹp, luôn an toàn và bình yên. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với quân sự, công an, biên phòng trong công tác tuần tra kiểm soát trên biển, kêu gọi bà con đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn khi có áp thấp bão xảy ra, phối hợp với cả công an quân sự duy trì 2 buổi trên một tuần tổ chức tuần tra từ khu vực cảng Nam Hải đến Âu Cảng, tuần tra kiểm soát khu vực trên biển từ khu vực cảng Nam Hải đến khu vực Bắc Bàn và ngược lại, phối hợp tuyên truyền pháp luật cho ngư dân ở trên biển, phát tờ rơi, khẩu hiệu, băng rôn, từ đó nâng cao quyết tâm trong công tác phối hợp tuyên truyền cho bà con ngư dân trên biển đảm bảo an tâm bám biển. Huyện có một thị trấn và 2 xã, để mỗi đơn vị thì chúng tôi có một trung đội dân quân biển được xây dựng và hàng năm thì tổ chức huấn luyện, và cái nội dung và thời gian được huấn luyện theo đúng cái kế hoạch và đã được Bộ Chỉ huy tỉnh phê duyệt. Thì đối với lực lượng này là cái lực lượng bà con ngư dân là thường xuyên đi làm vắng, do vậy để triệu tập được cái lực lượng huấn luyện thì chúng tôi phải có chuẩn bị rất sớm, tập trung ở đây là huấn luyện về các cái nội dung trong cái công tác phối hợp trong quá trình vừa hoạt động đánh bắt trên biển và vừa phối hợp để tuyên truyền bà con ngư dân. Và đặc biệt đối với cái công tác huấn luyện dân quân biển ấy thì chúng tôi phải phối hợp cùng với các lực lượng, chủ yếu là lực lượng biên phòng, để đối với các đồng chí biên phòng sẽ huấn luyện thêm cho bà con, cho cái lực lượng dân quân biển này về một số các cái nghiệp vụ về công tác tuyên truyền, những công tác nắm bắt tình hình trên biển. Ngoài góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng dân quân biển ở Cô Tô còn là nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện đảo ngày một giàu mạnh, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ sao vuông nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.